về từ bao giờ đấy? Hôm nay không đi học. Sao không đi học, hôm nay ngừng nghỉ à? Không thích thì không đi. Hỏi nhiều thế nhở? Anh ở nhà mà không giúp em rửa được mấy cái bát này à? Đấy không phải là việc của anh. Này, anh nói kiểu gì đấy? Việc gì việc của em, việc gì việc của anh? Em bận thì anh có thể giúp em một tí không được à? Việc nhà ấy, nó là bổn phận của phụ nữ. Làm dần đi cho nó quen. Sau này kết hôn về, đỡ bỡ ngỡ gì nữa. Mới có một tí mà đã kiểu. Anh... Hay là mình sống thử đi. Sống thử á? Ừ. Anh đùa à? Bố mẹ biết đấy, không được đâu. Ui giời. Thế mình có nói đâu mà bố mẹ biết được. Đúng không? Bây giờ em thử nghĩ mà xem. Mình sống với nhau nhá, tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Tiền điện này, tiền nước này, tiền sinh hoạt này. Ừ, nhưng mà còn nữa, bây giờ em mà về sống với anh đúng không? Thì có phải là đỡ mất công đưa đón không? Tiện đủ đường nhỉ? Nhưng mà em cứ thấy sao sao ấy. Sao chẳng gì. Đường nào mà mình chả cưới nhau. Bây giờ mình cứ về sống với nhau trước cho nó quen đi. Thế có phải tốt không? Ừ, thử thì thử. Nhưng mà anh phải hứa với em một điều ấy. Là phải giúp em làm việc nhà nhá. Em không làm việc nhà một mình đâu. Nhớ đấy. Ok. Bây giờ anh về, anh làm hết việc nhà cho em được chưa? Em nhớ mồm luôn. Trêu tí. Đây là đánh nhau. Chín giờ rồi cũng chưa thấy đâu. Cơm canh thì nguội cả rồi này. Ủa. Chán thế, không thể báo một câu nào cả. Bạn ơi, ra mà lèo nhèo suốt. Cút. Cút. Uống. Uống nè. Uống. Thank you.
Không phải chứ. Chẳng nhẽ muốn cái gì nó nhanh lên. Đang trời. Anh à. Ừ. Em có thai. Cái gì cơ? Em nói là em có thai rồi. Hôm nay không phải một cá tháng tư đâu. Đùa thế nó không vui đâu em. Ra kia đi anh đánh điện tử. Đây. Anh xem đi, hai vạch rõ ràng thế này. Thật á? Thế sao em bảo uống thuốc rồi cơ mà? Thì đấy, em uống thuốc rồi. Nhưng mà em cũng có biết sao đâu. Bây giờ em đang rối hết cả lên đây này. Thế nó được bao lâu rồi? Biết. Em vừa mới thử xong. Anh tính sao? Chứ bây giờ cả hai đứa con đang đi học này. Tính thế nào bây giờ? Bầu rồi mà đằng nào cũng định cưới thì chi bằng cưới sớm cho xong. Nhưng mà anh chưa muốn lập gia đình. Thế là sao mà anh? Chứ bây giờ em có bầu rồi, không phải là anh muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng mà bây giờ em nghĩ mà xem, giờ hai đứa còn đang đi học, công việc thì không có, tiền thì không, làm sao mà nuôi con? Em bị ngu à? Chẳng nhẽ ý anh là muốn em bỏ nó à? Không, em không bỏ đâu nhá. Lần này em không bỏ đâu. Hay là mình cứ bỏ đi, xong rồi sau này mình đi làm có tiền rồi mình nuôi con. Không, lần trước anh đã bắt em bỏ một lần rồi. Em sẽ không bỏ nữa đâu. Anh phải nghĩ cho em nữa chứ. Hay là anh ơi, hay là bây giờ nhá, hai đứa mình làm một cái đám cưới đơn giản thôi, xong thì em với anh hai đứa đi học đi làm rồi kiếm tiền nuôi con được không anh? Em đừng có điên nữa. Nhưng mà em cứ khăng khăng như thế, em tự đẻ tự nuôi đi, anh không biết đâu. Sao anh nói được như thế? Chẳng có gì mà không được như thế cả, mà tất cả ấy cũng chỉ tại cô ấy không chịu uống thuốc vào. Bây giờ cô định úp sọt tôi à? Cô bị điên. Anh im đi. Cô bị điên à? Bài kiểm tra nào? Khá lắm, mẹ hôm qua ôn mà hôm nay bị trượt cùng. Ôi giời ơi, suốt ngày mày kêu trà. Tao nhìn quen quen mẹ, hình như là cái con Thảo lớp B ấy. Cái con mà sống thử ấy. Chứ nghe bây giờ chửa ánh mộng. Cái con mà bụng chửa. Đúng rồi. Biết xong rồi chứ. Im đi. Anh biến đi. Từ bây giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dù sao mọi chuyện nó xong rồi, cô tự biết giải quyết thế là tốt rồi đấy. Tốt lắm nhá. Bye bye. Thank you.
Chú ơi, chú đánh giày đi chú. Chú đánh giày đi ạ. Không đánh giày. Chú đánh giúp cháu với, sáng nay cháu chưa được đồng nào. Không đánh. Cô ơi, cô đánh giày đi cô. Cô không đánh đâu con ạ. Cô đánh giúp con với. Thôi cô không đánh đâu, cô đang bận việc, con đi đi nhá. Từ sáng nay cháu chưa được công nào. Thôi được rồi, đánh giúp chú đôi giày nhá. Vâng ạ. Khoảng bao lâu rồi xong? Nhanh lắm chú ạ, khoảng 5 phút thôi ạ. Mày có đèn không thì bảo đây. Hay là để tao quăng mày xuống hồ nhá. Cái loại á, đã không biết làm ấy, đừng có mà hành nghề. Thứ vô dụng. Đã nghèo, chỉ có nghèo mãi mà thôi. Cái loại vô dụng như mày chỉ có ăn hại cho xã hội này thôi. Mà khôn hồn mà đền cái giày cho tao ấy, thì đừng có trách. Cháu không làm sức giày của chú. Chú xem lại xem, đó là vết sức cũ rồi. Cái gì? Giày của tao là giày mới. Chỉ có cái bàn tay bẩn thỉu của mày mới làm sức của tao thôi. Mau mà đền đi. Cô đi anh. Mấy cái thứ xanh con vắt mũi chưa sạch đấy thì không cần phải nói chuyện lằng nhằng làm cái gì. Cứ bắt nó tẩn cho một trận, nôn ra tiền đi thôi. Cháu không làm, cô chú đừng có đổ vạ cho cháu. Im mồm. Mày làm xước giày của tao thì phải đền tiền. Có thế thôi, đừng có lằng nhằng. Thế bây giờ cô chú muốn cháu phải làm cái gì? Phải làm gì? Nãy giờ mày nghe nói như thế mà không hiểu cái gì à? Đã làm hỏng giày ấy, thì phải đền tiền, lôn tiền ra đi. Cháu, cô này thôi. Cái gì này, hả? Mày biết đôi giày của tao đáng giá bao tiền không? Là 15 triệu đấy. Khôn hồn thì đền tiền đi, không thì đừng có trách tao ấy. Cháu không có số tiền lớn như thế. Đáng ra đang gặp một thứ tham. Nhặt rồi biến đi. Hai người bắt nạt một thằng bé, như vậy có phải quá đáng quá không? Ô kìa, ai đây quen thế nhở? Bạn cũ đây sao? Tao không nhận ra mày luôn đấy Vũ ạ. Trông bộ dạng cái này, chắc là đại ca của thằng nhóc này à? Người yêu cũ của em đấy. Không ngờ sau bao nhiêu năm, chồng vẫn thế nhở? Em biết mà, cái loại đáng nghèo ấy, thì muôn kiếp vẫn cứ nghèo thôi. Ngày xưa, tôi thấy hối hận vì dính phải cái loại khổ rách áo ôm như anh đấy. Đúng là bật cùng sinh đạo tặc, không có việc gì làm nên cho người phá hoại đồ của người khác. Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm thì hai người vẫn không bỏ được cái thói thích bắt nạt và coi thường người khác thế. Ít ra ấy, bọn tôi còn thành đạt chứ cái ngữ như anh ấy, khổ rách áo ôm đầu đường xó chợ, vô tích sự. Tôi em giàu thì dễ giấu, nghèo khó che lắm. Đã nghèo hèn đấy, đừng có mà tỏ vẻ lên mặt dạy đời người khác. Trước khi muốn đánh giá một người khác ấy, tôi nghĩ hai người nên tìm hiểu kỹ xem họ là ai, rồi mới nên phán xét. Thôi, việc gì tao phải tìm hiểu? Nhìn cái bộ dạng của mày như này chưa đủ à? À,
tao phải chụp hình lại mày mới được. Để gửi về cho ông bà già tao xem. Là cái thằng mà ngày xưa ông bà già tao suốt ngày khen là chăm ngoan học giỏi, bây giờ như nào? Hay vẫn nghèo hèn không khá lên được? Cậu muốn nói sao cũng được, nhưng đừng có hối hận vì những điều mình đã nói. Mày đã cảnh cáo tao đấy à? Ôi tao lại sợ mày quá cơ. Đã nghèo hèn ấy thì biết thân biết phận đi, đừng có phải lo chuyện bao đồng. Còn mày, mau đền tiền đôi giày cho tao đi. Có ông trời cũng không cứu được mày đâu. Đừng có mà để tao nóng mắt. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Bây giờ cậu muốn đền thế nào? Tôi sẽ đền cho cậu. À, khá quá nhở. Mày giỏi thì mày đền đi. Cái loại nghèo sơ xác như mày liệu có trả nổi không? Bây giờ còn lá lành đùm lá rách cơ đấy. Thân mình còn lo chưa xong. Đúng như người ta nói, đáng nghèo lại còn sĩ, mặc mệt. Mày muốn chịu trận cho đó đúng không? Thế thì tao sẽ cho mày toàn nguyện 10 năm cũ đấy. Có giỏi thì đền đi. Hả? Đôi này đã cũ rồi, vậy mà anh vẫn bắt đền 10 năm cũ sao? Đừng có mở mồm ra nói từ cũ với tao. Đôi giày này mày có làm mặt kiếp cả đời cũng không mua nổi cái đót giày đâu. Hiểu chưa? Thôi được, tôi sẽ đền cho cậu một đôi y hệt. Để tao xem, nếu mà không đúng đôi như này ấy, mày đừng có trách tao ác ấy. Đúng rồi, chống mắt lên mà xem, lấy đâu ra mà đền. Alo, cậu mua ngay cho tôi một đôi giày giống như trong ảnh tôi vừa gửi, rồi mang qua quán cà phê cho tôi nhá. Chắc lại là một thằng cu đánh giày khác đây mà. Không ngờ mày cũng thu nạp được nhiều đệ tử phết nhỉ. Sao, giày của tao đâu? Tao không có thời gian với mày đâu nhá. Bây giờ tao phải ký kết hợp đồng với bên Việt Sắc rồi. Thôi, anh phí lời với con người này làm gì? Cái loại này á, làm sao biết được mấy công ty lớn như thế chứ. Vậy ra hai người là đại diện ở bên công ty Long Phụng à? Ơ, anh Hà, sao anh lại ở đây? Xin giới thiệu hai người, đây là anh Vũ, chủ tịch của tập đoàn Việt Sắc. Hôm nay chúng tôi đến đây để ký kết hợp đồng. Anh, sao lại thế được? Tôi không biết anh là chủ tịch Việt Sắc. Mọi chuyện vừa rồi anh bỏ qua cho tôi nhé. Nếu tôi không phải là chủ tịch thì hai người vẫn sẽ ngang nhiên đi xúc phạm người khác chỉ vì họ ăn mặc bình thường, thậm chí là nhếch nhác sao? Kiểu Vũ, dù gì mình cũng là bạn mà. Cậu bỏ qua cho tôi lần này nhá. Anh, đúng rồi đấy ạ. Thật ra bọn em của nó nói sai, với lại là cũng hơi thiếu suy nghĩ, ăn nói sắc sược. Anh bỏ qua cho bọn em lần này thôi nhá. Nếu như bỏ qua lần này, hai người có chắc lần sau sẽ không tái phạm chứ? Xin lỗi, tôi sẽ không làm việc với những người lấy đồng tiền ra để coi thường người khác. Cậu Hà, cậu gửi ngay cho tôi hợp đồng với công ty Long Phụng. Vâng, sao chưa? Anh Hà! Anh Hà! Làm sao bây giờ? Cháu xin lỗi vì đã lấy giày của chú. Thay vì cháu chỉ muốn có một món quà để tặng bố cháu, nên cháu mới nảy ra ý định lấy giày của chú. Hôm nay là sinh nhật bố cháu sao? Tặng giày cho bố là phải lấy giày mới, chứ ai lại lấy giày cũ thế? Đồ này vừa với size của chú. Chú nghĩ là bố cháu sẽ đi vừa đấy. Cầm lấy đi, coi như là quà tặng sinh nhật bố. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì. Nhớ này, lần sau đừng có ăn trộm giày của khách nữa nhá. Vâng ạ.